xin phép để nó, tại vì mình ghi lại, ghi lại mình thầy. Giới thiệu với mọi người thì mình tên là Quý, hỏi cái micro này cũng được đâu, cần thiết đâu. Có cho nó lớn hả? À, rồi sớm làng họ nghe, mục đích là cho sớm làng họ nghe. Ok, vậy mục đích sớm làng nghe, em để luôn cái microphone ngoài, cái thùng lon ngoài kia luôn. Ok. So, hello, yeah. Ai biết đâu? Có gõ thôi. Rồi. Tại vì cái nhà nó trục trặc về điện. À. Sao? Có gì? Rồi thì đầu tiên là cảm ơn Chúa vì cơ hội có thể tới đây. Giới thiệu trước, tên là Nguyễn Ba Quý, tên Chúa từ năm 2011 và mục sư truyền đạo và gửi đi từ Hội Thánh Bethany Baptist Church ở Makati, Philippines. Và được Hội Thánh cử đi đã truyền đạo ở vùng đất Việt Nam cũng như ở Tây Ninh đang đi. Thì đến một nhóm hôm nay thì cảm ơn Chúa là thấy được những cái gương mặt trẻ, bé Esther rồi với lại Thiên Ân rồi bé Esther. Cảm ơn Chúa. Con nói nha, chứ không phải mục sư nói nha. Con nói là trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa nha. Khi mà mình hát cái gì á, mình đặt cái lòng mình vào trong đó. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa là con dâng lên Chúa nha. Thì nhớ, đã dâng rồi thì không có lấy lại. Mà, rồi mà mình dâng á, thì đương nhiên là cái con người có tính chất bản ngã, đúng không? Mà mình dâng á, thì đôi lúc mình muốn lấy lại á, hãy nhớ đến bài hát đó. Con đã dâng rồi, ok. Chúa chúng ta là đắc thắng luôn, thì chúng ta cũng phải đắc thắng luôn. Thì trước khi đi giảng thì muốn tâm sự một số điều với tất cả các anh em. Đó chính là cái thực tế trong các hội thánh có vài người sẽ được lên thiên đàng và có vài người sẽ xuống địa ngục ở trong hội thánh. Và tôi nói muốn nói với mọi người, đó chính là cái người giảng tin lành, cái quan trọng nhất người ta quan tâm không phải là cái mà còn thứ còn ăn còn mặc hay còn thiếu thốn xe nhà cửa hay là điện đó, mà cái mà quan tâm Đức Chúa Trời quan tâm và người giảng tin lành quan tâm, đó là một ngày nào đó chúng ta sẽ trần truồng đứng trước mặt vị vua tối cao là Đức Chúa Trời, là vị thẩm phán trả lời mọi cái công việc mà chúng ta đã làm. Thế thì đến lúc đó chúng ta sẽ trả lời với Ngài như thế nào? Liệu rằng Ngài có cho chúng ta vào nước thiên đàng của Ngài hay không? Đó chính là cái mà người tin lành muốn giảng. Khải Huyền nói thế này: tôi thấy tất cả những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách mở ra. Các sách này viết tất cả những điều chúng ta suy nghĩ từ nơi sâu thâu bí ẩn nhất được viết ra. Và cũng có một quyển sách khác nữa, đó là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có, mỗi người trong bọn sẽ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Cái khó của người giảng tin lành đó chính là giảng về sự chết và sự đoán xét sắp tới của Đức Chúa Trời. Cái tấm lòng của tôi đau vì những thế hệ trẻ. Làm sao để anh biết là anh được cứu trong khi chúng tôi không thấy được cái sự thay đổi? Từ lúc mà anh được cứu, anh tiếp nhận Chúa cho đến lúc bây giờ,
có sự thay đổi gì chăng? Vì Kinh Thánh chép chúng ta khi được cứu trở thành một con người mới. Nếu như không có sự thay đổi gì cả, cuộc sống chúng ta vẫn giống như vậy. Đến Chủ nhật hát ca tụng lên cho Chúa, những ngày bình thường trở lại cuộc sống bình thường, vẫn coi nghe những thứ nhạc mà không làm việc vinh hiển danh Chúa, nghe xem những thứ phim không làm vinh hiển danh Chúa, làm những thứ rác bẩn trong xã hội mà người ta làm, trong việc xấu, trong những nơi tối tăm á, thì chúng ta cũng bắt chước làm theo. Đến Chủ nhật thì chúng ta nói là trọn đời tôi dâng lên cho Chúa. Chúng ta phải coi lại sự cứu chuộc là gì. Bài giảng đầu tiên đó chính là sự cứu chuộc. Bước một của sự cứu chuộc đó là nhận biết mình là kẻ có tội. Trước khi tôi tiếp tục, tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha của con, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Xin Chúa dạy giúp nô tài của Chúa giảng lời của Chúa không phải bởi trí thông minh hay sự khôn ngoan của đời này, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp nô tài của Chúa giảng lời của Chúa theo ý muốn của Ngài. Xin Thánh Linh sức dầu để cho những lời, những môi miệng con nói ra sẽ làm theo ý của Ngài và làm vinh hiển danh Ngài, để cho hội thánh được lớn lên, được thay đổi, được hoàn thiện theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa hãy giúp nô tài của Chúa ban sức, ban quyền năng. Vì con không là gì cả, chỉ là môi miệng nói thay, làm thay cho Đức Chúa Trời, cho Chúa chúng con, Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ở cùng con, giúp cho tại Chúa giảng lời Ngài. Và con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sự cứu chuộc đó là đầu tiên là biết mình là kẻ có tội. Ai cũng biết mình là kẻ có tội hết. Ông sư ông chùa nói sinh ra là đã có tội. Nhưng mà cái tội đó là tội gì? Tội không biết và tội không nhận Đức Chúa Trời. Tội không biết đó là chính là những kẻ mà cứ đi lang thang là cứ làm theo những đời này rồi làm ngơ không biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà thực chất trong sách Roma nói những điều mà người ta không biết về Đức Chúa Trời đã tỏ cho người ta rồi từ sáng thế ký bằng những tạo vật của Ngài. Mặt trời tỏ ra vinh hiển của Ngài, dòng sông vũ trụ tỏ ra vinh hiển của Ngài, nhưng mà người ta không có thờ cái đấng tạo nên mặt trời, mà ta nhìn vô mặt trời ta tưởng tượng ô có ông thần mặt trời ta thờ tạo vật, nhìn giữa sông ta thờ ông Hà Bá. Đó chính là cái tội không biết. Còn cái tội thứ hai là tội biết mà không nhận. Tội biết nhưng không nhận thật là nguy hiểm. Khi chúng ta lớn lên trong một cái môi trường mà toàn là xung quanh là người tin Chúa, nguy hiểm sao? Nguy hiểm ở chỗ lớn lên chúng ta chỉ có kiến thức, biết về Chúa, nhưng chưa một lần quỳ gối tin nhận Ngài. Đó là thực sự trong hội thánh hôm nay. Rất nhiều người biết Ngài, học thần học để biết Chúa, có sự học Kinh Thánh biết Chúa. Người làm chính quyền biết Chúa không? Biết. Kinh Thánh họ đọc không? Đọc. Nhưng mà họ không nhận Ngài. Nhận đây nghĩa là gì? Là tiếp nhận Ngài để làm Chúa và làm chủ cuộc đời của tôi. Roma đoạn 3 câu 10 câu 11 thế này: như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây là lời phán của Chúa. Trước khi chúng ta nhận Ngài, chúng ta giống như vậy, không công bình, không hiểu biết, không tìm kiếm Chúa.
Vậy thì bước đầu tiên đó chính là hãy nhận Ngài, biết mình là kẻ có tội, tiếp nhận Chúa. Bước hai là ăn năn về sự vô tín đó và tiếp nhận Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, trong Roma đoạn 5 câu 8. Khi chúng ta còn là những kẻ có tội, còn sống trong tội lỗi, còn đi theo cái bản năng, cái bản ngã của đời này, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Ngài đến thế gian này để Ngài chịu chết cho những kẻ chẳng hề biết Ngài. Vậy thì chúng ta hãy an năn về cái sự vô tín đó và tiếp nhận Chúa. Roma đoạn 5, đoạn 10, câu 9 đến câu 10 là: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi lòng mà ngươi được công bình, bởi miệng mà làm chứng mà ngươi được sự cứu rỗi. Giăng đoạn 3 câu 16, ai cũng biết câu này hết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tại sao cái câu giăng 16 này lại là câu được đi vào lòng người nhiều nhất, mà cái câu mà người ta làm ngơ nhiều nhất? Vì nó trả lời cái mà người ta cần thiết nhất. Vì nó nói về đấng vĩ đại nhất là Đức Chúa Trời, ở mức độ cao nhất, đó chính là yêu thương. Ở cái bao quát nhất, khái niệm bao quát nhất, đó là thế gian. Và sự hy sinh lớn nhất, đó là cho. Cái phần cho lớn nhất, đó chính là con một của Ngài. Và sự hào phóng nhất là hễ ai, bất kỳ ai. Và điều dễ làm nhất là tin. Và một điều chắc chắn nhất, đó chính là được. Và món quà lớn nhất, đó là sự sống. Thời gian dài nhất, đó là đời đời. Sự cứu rỗi chúng ta không dựa theo cái cảm giác, mà dựa theo những lời hứa của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều người đến với Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng mà mình hỏi một câu đơn giản thế này: nếu như anh chết hôm nay thì anh có được lên thiên đàng không? Anh chết hôm nay, anh có chắc chắn là anh sẽ được lên thiên đàng không? Giả sử như anh đi đang đã tin Chúa rồi, nhưng mà đi vô tình đi xe rồi bị tai nạn, rồi bị bại não, trở thành một người bại liệt, tức là quên hết những thứ gì, mất hết trí nhớ. Rồi lỡ mà người đó chết lúc đó thì người này có được lên thiên đàng không? Thiên An, nếu như em chết hôm nay thì em có chắc chắn mình lên thiên đàng không? Chắc chắn. ST, chắc chắn. Thế thì cái sự chắc chắn của chúng ta dựa vào đâu? Làm sao mà mình chắc chắn? Thứ nhất, sự chắc chắn của chúng ta không dựa vào cái cảm giác của ta. Sự chắc chắn của chúng ta không dựa vào cái cảm giác mình, ô tôi cảm thấy tôi được cứu và tôi lên thiên đàng. Bà nội của mình không tin Chúa. Mình đến mình làm chứng. Nội, khi nội chết, nội chắc chắn nội lên thiên đàng không? Có. Sao nội chắc được? Mấy cái ông trong chùa nói tôi bà này tốt lắm, có nhiều cái công lao rồi, giờ chắc chắn là bà này lên thiên đàng.
dựa vào cảm giác. Thứ nhất, dựa vào mối quan hệ. Khi chúng ta nhận sự cứu rỗi, đó là nhận Đức Thánh Linh, Linh của làm con nuôi. Giăng đoạn 1 câu 12: nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8 câu 15 và 16: thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi hoặc là linh của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận thần trí và linh của nhận làm con nuôi, đó chính là Thánh Linh nhận làm con nuôi. Nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Sự chắc chắn chúng ta dựa trên cái mối quan hệ đó, và mối quan hệ được đóng ấm, được làm chứng bởi Đức Thánh Linh. Thứ hai, dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3, đoạn 6, câu số 37: phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, chẳng kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Chúa Giêsu phán như vậy. Giăng đoạn 10 câu số 28: ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Roma đoạn 8 câu số 35: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Không gì cả. Không quyền thế nào trên trời, dưới đất, hoặc là các sự ở hiện tại, các sự ở tương lai, các việc hầu đến, các việc đã đến, không bất cứ quyền lực nào có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Vậy thì cái sự chắc chắn chúng ta dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Và cái sự chắc chắn của chúng ta dựa vào sự ghi chép ở trên thiên đàng. Luca đoạn 10 câu số 20: do vậy các ngươi chớ mừng vì các quỷ phục ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Luca đoạn 10 là Đức Chúa Giêsu gửi ra 70 môn đồ, từng cặp, từng người, hai người đi để chia sẻ lời Chúa. Chúa ban quyền cho họ để đi đuổi quỷ, để đi chữa lành, để giảng tin lành của Chúa. Và khi họ về, họ rủ nhau 70 người mừng, chạy về mừng với Chúa nè, con kể chiến công cho Chúa nghe nè, người này nè, con cầu nguyện cái là quỷ nó dâng ra nè, người này nè, con đặt tay cái là người này được què, được đi lại được nè, người này nè, người mù nè, con cầu nguyện trong danh Chúa, người Chúa mở, họ mở mắt ra liền. Thôi, họ đến kể chiến công cho Chúa, họ mừng rỡ. Chúa Giêsu phán: các ngươi chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi ở trên thiên đàng. Cái việc mà chúng ta chia sẻ lời Chúa, người khác được mắt được mở, bệnh được chữa lành, quỷ đi, nó chỉ tạo chúng ta cảm giác. Cảm giác chúng ta thuộc về Chúa, cảm giác chúng ta được vinh hiển. Wow, Chúa được vinh hiển trong chúng ta và chúng ta được rất là mừng rỡ. Nó tạo ra chúng ta cảm giác thôi. Nhưng mà sự chắc chắn của chúng ta nó nằm trong lời hứa Chúa. Sự chắc chắn của con không phải nằm trong cái quyền năng mà thể hiện. Quyền năng đó rồi sẽ mất đi. Sự nói tiếng rạ tiên tri rồi sẽ qua. Nhưng cái sự chắc chắn, sự đời đời đó chính là tên của con đã được ghi vào sách sự sống trên thiên đàng. Hãy mừng rỡ vì điều đó. Thế thì sự chắc chắn của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã ghi ở trên thiên đàng. Philip đoạn 4 câu 3: hỡi kẻ đồng liêu trung tính, tôi Paulo cũng xin phép giúp hai người đàn bà ấy. Nhưng hai người đàn bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng
và các bạn đồng việc với tôi cũng vậy. Những người này có tên người đó đã biên vào sách sự sống rồi. Thế thì chúng ta làm cái công việc Chúa ở đây, việc đầu tiên chúng ta phải chắc chắn đó là tên chúng ta đã được biên vào sự sách sự sống rồi. Đây chính là cái sự mừng rỡ mà chúng ta vốn có. Đừng quên điều đó. Đây chính là cái sự mừng rỡ chúng ta vốn có, sự giản dị mà chúng ta vốn có để chúng ta đi chia sẻ. Khi đi chia sẻ tin lành của Chúa, không phải chúng ta chia sẻ: ôi, anh tin Chúa thì anh được giàu có, anh tin Chúa gia đình anh được hạnh phúc, anh tin Chúa là anh sẽ thoát khỏi những hoạn nạn. Không, Chúa Giêsu chưa giảng về điều đó. Tin Chúa để tên chúng ta được biên vào sự sách sự sống. Nếu chúng ta có được cái sự mạnh dạn đó, sự dạn dĩ đó, thì chúng ta vẫn có thể đi chia sẻ lời Chúa bất chấp mọi hoàn cảnh xảy ra như thế nào. Giăng nhất đoạn 5 câu 11: chứng ấy là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con của Ngài. Khi trước chúng ta đi ra trước tòa, bao nhiêu người nói không cần biết, quan trọng là anh có bằng chứng không. Anh nói nhiều nó công rồi quá, anh nói thuộc về thiên đàng, anh làm việc tốt, ơi, bằng chứng của anh đâu? Bằng chứng của chúng ta đó chính là con của Ngài. Chứng ấy là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Đã ban nha, chúng ta đã thuộc về thiên đàng nhé, chứ không phải là chúng ta chết rồi chúng ta mới thuộc về thiên đàng. Không, chúng ta đã thuộc về thiên đàng, chúng ta đã có sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của Ngài. Bạn thật sự được cứu rỗi thì không có cách nào để mất đi sự cứu rỗi đó cả. Nếu một người thật sự được cứu thì người này không thể nào mất đi sự cứu rỗi của mình. Ủa, một xưa vợ lỡ mà tôi tin Chúa rồi, tôi được sự cứu rỗi rồi, nhưng mà tôi đi làm theo cách đời này, rồi tôi đi uống rượu, rồi tôi đi uống bia, rồi tôi đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, rồi có sao không, tôi vẫn được cứu. Đỡ, nếu tôi thực sự là con của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ đánh đòn ngươi. Một người thật sự được cứu, Đức Chúa Trời luôn quan tâm. Trong Kinh Thánh chép, nếu một người con hư mà người cha không đánh đòn thì đó không phải là con, mà là con của người ngoại. Còn những con thực sự thì người cha sẽ đánh đòn. Kinh Thánh chép, những ai Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài sẽ xử phạt. Nếu cuộc sống của chúng ta mà cứ đi lập phạm lỗi, Chúa ơi tha lỗi cho con, chúng lập phạm lỗi, Chúa ơi tha lỗi cho con, rồi nhưng mà cứ lặp đi lặp đi lặp lại đến đâu mà thôi, Chúa ơi cãi đó, Chúa ơi mọi việc con làm được trừ việc này ra. Rồi nếu như mà Đức Chúa Trời mà làm ngơ nữa thì hãy cẩn thận coi chúng ta có thuộc về Chúa thật sự không, vì Chúa, Đức Chúa Trời là thánh khiết. Đức Chúa Trời là thánh khiết, ai thuộc về Chúa thì Ngài sẽ sửa phạt. Nếu chúng ta làm sai, biết mình làm sai mà không nhận sự sửa phạt đó, thì hãy kiểm tra xem chúng ta có thật sự thuộc về Chúa hay không. Và một người đã thuộc về Chúa rồi thì sẽ không bao giờ mất đi sự cứu rỗi đâu. Có một sự khác nhau giữa cảm giác và cảm nhận. Có, nếu như trai và gái, bạn trai và bạn gái mới quen nhau, đứng gần bên nhau đó, chỉ cần cái tay, không khỏi cần nắm tay, chỉ cần cái cuộc chỏ tay lên chỗ này thôi, chạm tay vào một cái là giống như có cái luồng điện nó chuyền lên. Wow, đó là cảm giác. Nhưng khi sống cùng với nhau những năm tháng, cưới nhau rồi, sống cùng với nhau, trải qua những hoạn nạn khó khăn năm này tháng này trải qua cùng với nhau rồi, thì lúc này hai người mới cảm nhận được nhau, biết được nhau.
Chúng ta cẩn thận khi chúng ta chỉ biết cảm giác về Đức Chúa Trời. Ôi, tôi đến một nơi, hỏi thầy Chúa, tôi cảm giác. Ôi, tôi được đầy giải thích lên, tôi cảm giác. Đó chỉ là cảm giác thôi. Khi Chúa đi cùng chúng ta, nói chuyện cho chúng ta năm này qua tháng nọ, thì con lúc đó con mới thực sự cảm nhận được Chúa ở trong đời sống mình. Nguy hiểm lắm nha. Đừng lầm lẫn giữa cảm giác và sự biết, nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Mục sư ơi, thế nào là đầy dẫy Thánh Linh, thế nào là không đầy dẫy Thánh Linh? Nếu mà có một ông mục sư nào đó đứng đây giảng, có hàng ngàn người dưới tên Chúa, amen, người ta nói ông mục sư này đầy dẫy Thánh Linh. Rồi còn có một cái người tin Chúa nhưng bà lao công ở trong đó, bà quét nhà vệ sinh cho mục sư rồi bà nấu cơm cho mục sư ăn, cho bà này không đầy dẫy Thánh Linh. Chưa chắc. Đầy dẫy Thánh Linh, cái đây là cái ngôi ví dụ thôi, đây là cái ngôi, cái ngai trong cái lòng của mình, cái ngai trị vì trong lòng của mình. Nếu như Chúa ngồi ở trên ngai đó, Chúa bảo gì chúng ta làm theo, những việc chúng ta làm hài lòng Chúa là người đó đầy dẫy Thánh Linh. Dù cho người đó bị bắt bớ, dù cho người đó chia sẻ lời Chúa mà người ta không tin, dù cho người đó đang nấu cơm hay đang dọn nhà vệ sinh, người đó vẫn đầy dẫy Thánh Linh. Còn nếu như ông mục sư mà ông giảng mà dưới hàng ngàn người tin Chúa, nhưng mà trong ông mục sư có một tội lỗi mà ông mục sư không hề thối lỗi với Chúa, không hề ăn năn, người mục sư đó không đầy dẫy Thánh Linh. Nếu chúng ta nói với Chúa ơi, mọi việc con làm đều được với Chúa, nhưng chỉ trừ việc này ra con không thể nào mà làm được, không thể làm theo, còn tất cả mọi việc con làm theo đều được hết á, con dâng hết lên cho Chúa, nhưng trừ việc này ra, người này không đầy dẫy Thánh Linh. Đức Thánh Linh không phải là một cái ly nước giống như nhiều người vậy. Anh này đẹp, Đức Thánh Linh có nhưng mà chỉ được 50% thôi, đổ thêm vô nữa cho nó đầy dẫy lên được 90, tôi được đầy dẫy 90% Thánh Linh. Không có nha, chỉ có 0% và 100% thôi. Nếu Chúa ngồi trên ngai trong lòng chúng ta thì người này đầy dẫy Thánh Linh. Nếu có một việc nào đó mà chúng ta không tuân theo lời của Ngài thì người này chẳng có đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta đừng có bị lừa bởi cảm giác. Vậy tóm lại, sự cứu rỗi chúng ta bắt đầu khi nào? Khi chúng ta biết được tội lỗi của mình, ăn năn và quỳ gối kêu cầu Chúa, tiếp nhận Chúa. Tôi tin Chúa vào thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011. Khi đó có một mục sư Huyền giảng về tin lành của Chúa và tôi đứng lên, tôi cầu nguyện muốn tiếp nhận Chúa. Thì mục sư này cầu nguyện cho tôi và tôi cũng cầu nguyện theo. Rồi sau đó thì tháng 4 rồi tới tháng 7 thì làm báp têm. Rồi tới tháng 12 là tôi nghỉ cái công việc của mình rồi toàn thời gian hầu việc Chúa. Trong cái giai đoạn đó có rất nhiều lúc tôi lên sân thượng một mình ban đêm quỳ gối với Chúa để tiếp nhận Ngài, vì tôi muốn chắc chắn rằng Chúa phải là chủ của cuộc đời con, chứ không phải là tôi theo Chúa là tôi theo cái phong trào, theo để được cái này để được cái kia. Chúa phải là chủ của cuộc đời con. Đó là tin Chúa thật sự. Quỳ gối ăn năn khóc với Chúa. Đó là giai đoạn người này tin Chúa. Và khi chúng ta tin Chúa rồi thì cái sự cứu rỗi đó, sự chắc chắn đó không nằm trong tay chúng ta, nằm trong tay Chúa tất cả. Con giao đời con cho Chúa nè, tay của con nè, Chúa nắm đi. Con không có nắm tay Chúa, Chúa nắm tay con. Con được bảo vệ trong cái quyền năng của Chúa. Con được an toàn trong cái mối quan hệ cha con.
tên của con được Chúa ghi vào trong sự sống, sách sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Vậy thì từ đó trở đi, việc mình cần làm đó chính là làm sao để mình thánh hóa, mình giống Chúa. Chúng ta không quan tâm đến việc mà chúng ta có lên thiên đàng hay không, chúng ta không có quan tâm đó, đó là điều chắc chắn rồi. Amen. Và tôi hy vọng rằng việc đầu tiên chúng ta làm đó chính là chắc chắn là sự cứu rỗi của mình. Vì nếu chúng ta không có sự cứu rỗi thì tất cả các việc làm của chúng ta đều là vô ích. Nếu chúng ta không có sự cứu rỗi thì dù cho anh có đưa cái thân mình để ngoài đố cháy, bị bắt bớ, bị đánh đập, đều là vô ích. Còn thời gian nhiều thì mình xin tiếp tục cái bài giảng thứ hai, thức tỉnh lại để phục vụ. Có một người đàn ông nọ, ông đi dạo trên bờ, thấy mấy người nông dân vui quá, làm mà cấy lúa, cắt lúa dưới vui quá. Ui, quay vậy ta. Cái ông này ông cũng săn quần lên, gửi xuống cắt lúa chung với tụi bay cho vui coi. Thì lúc mà cắt lúa rồi họ mừng rỡ, họ cười, họ nói rồi rất vui lắm. Cả ngày họ làm việc cùng với nhau, mà họ nói chuyện đồ cùng với nhau. Cái tới giờ cái ông chủ á, tới chiều tối chủ gọi từng người lên để trả tiền. Thì anh này cũng mon men lên, thì mấy người kia trả tiền, tới anh này cái ông chủ không trả tiền. Ủa sao kỳ vậy? Tôi làm nha anh. Cái ông chủ mới kêu, tôi không có biết anh. Trong ngày sau rốt cũng vậy, khi Chúa đến, nhiều người đã dùng danh Chúa đuổi quỷ, đã chữa bệnh, đã làm bao việc lành, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ ra ngoài. Mấy người làm công kia chính Chúa đã thuê về, họ có hợp đồng với Chúa. Còn anh là cái nhà vẫn làm có hợp đồng chưa? Chưa. Vậy thì trong công hộ việc Chúa, cái đầu tiên chúng ta phải là chắc chắn mình được cứu chữa. Chắc chắn mình được cứu chữa. Hồi nãy mà hỏi qua, chắc chắn. Cô Út, chắc chắn mình được cứu chữa. Amen. Cô Sư, chắc chắn. Amen. Thế thì khi mình chắc rồi thì giờ bắt đầu nè. Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 15: hãy tôn đấng Christ làm Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi về sự trông cậy trong anh em, xong phải hiền hòa và kính sợ. Vậy thì trong cái thánh nói là phải trả lời mọi kẻ về khi người ta hỏi về sự trông cậy trong anh em. Chúng ta trông cậy vào Chúa Giêsu đúng không? Amen. Tôi tin Chúa Giêsu. Amen. Tôi yêu Chúa Giêsu. Amen. Rồi người ta hỏi, thế thì Chúa Giêsu đang ở đâu? Chúa Giêsu đang làm gì? Chúa Giêsu thích cái gì nhất? Chúa Giêsu ghét cái gì nhất? Chúa Giêsu thích cái gì nhất hả? Chúa Giêsu ghét cái gì nhất hả? Tội lỗi. Chúa Giêsu thích gì nhất hả? Mình có khi nào mình có một cái người yêu nhỏ đó, người yêu của mình, mà người ta hỏi người yêu mà thích gì? Ta không biết. Yêu mày ghét gì? Ta không biết. Yêu mày đang làm gì vậy? Ta không biết. Ai tin nhỏ người yêu mày không? Không. Làm sao một người nói là yêu Chúa nếu không biết Chúa thích cái gì? Bây giờ mình nói về thiên đàng. Một người đang nhậu nhẹt, uống rượu uống bia, mình lên nhãn tin là, ê mày, thiên đàng có cái gì vui mà mày kêu tao đây tao nhậu vui này? Giờ mày thiên đàng có cái gì vui nói nghe coi. Thiên đàng có gì? Thiên đàng có Chúa. Có Chúa thôi hả? Ở đây là có nhậu nhẹt, có rượu, có gà, có vịt, thiên đàng mày có không? Không có. Vậy chứ thiên đàng mày có giống như vui mày nói cho lên thiên đàng. Nếu một người thật sự đặt hy vọng ở trên thiên đàng sẽ tìm hiểu về thiên đàng. Một người thật sự yêu Chúa sẽ tìm hiểu về Chúa. Chúa ơi, Chúa thích cái gì? Chúa ghét cái gì? Chúa muốn con làm cái gì? Chứ không thể nào một người mà thực sự yêu Chúa chỉ là người đứng la hô
yêu Chúa xong rồi tới mấy ngày sau rồi hỏi không biết gì về Chúa hết. Cái cảm giác được cứu không phải là được cứu. Một người chắc chắn mình được cứu thì sẽ có cái cảm giác được cứu. Nhưng một người có cái cảm giác được cứu chưa chắc người này được cứu. Đừng để cảm giác đánh lừa chúng ta. Sự chắc chắn chúng ta phải dựa trên lời hứa của Chúa, quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa. Còn cảm giác chắc chắn thì dựa trên mối thông công của chúng ta với Ngài. Khi chúng ta thông công với Ngài hàng ngày thì chúng ta cảm nhận được sự kế bên kề cận nói chuyện với Ngài. Còn nếu chúng ta không chịu đọc Kinh Thánh chừng 3 ngày thôi thì cái cảm giác xa rời Chúa nó rất cảm giác trống vắng. Đó là cảm giác, nó khác với sự chắc chắn. Amen. Làm sao để biết mình tin Chúa? Nhận ra mình là người có tội, tiếp nhận Chúa vào tim để làm chủ cuộc đời. Chứ phải tiếp nhận Chúa vào tim là để đó. Bước thứ hai là trở lại nơi mình đã bắt đầu. Có một câu nhân gian thế này: khi mà anh muốn từ bỏ một cái việc gì đó, ví dụ như tôi quyết tâm chơi đàn đi organ, tục. Nhưng mà đến cái nó khó khăn quá cái tôi muốn từ bỏ. Vậy thì hãy suy nghĩ về lý do mà anh muốn học cái đàn organ ngay từ ban đầu. Khải Huyền đoạn 2 câu 4 và câu 5. Đây là điều mà Chúa Giêsu trách một hội thánh: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Hãy nhớ lại ngươi đã suy xuất từ đâu. Hãy ăn năn và hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Hãy nhớ đến tình yêu đầu tiên của mình. Có một trường hợp thế này: khi mà chúng ta tin Chúa lâu rồi, chúng ta đi hầu về Chúa, hầu về Chúa, hầu về Chúa, đi tìm Chúa, đi tìm người này chia sẻ lời Chúa, đi tìm người kia chia sẻ lời Chúa, đi tìm người này đuổi quỷ, đi tìm người kia chữa lành, cuối cùng chúng ta quên mất Chúa. Chúng ta chỉ đi tìm công việc thôi. Yêu mến công việc Chúa nhưng không yêu mến Chúa. Đó chính là điều mà làm chúng ta sa sút. Và khi cái công việc nó không ăn ý với những gì chúng ta muốn, chúng ta sụp đổ. Chúa Giêsu trách hội thánh như vậy: các ngươi lo công việc, lo công việc của ta nhưng lại bỏ lòng kính mến ban đầu của ngươi với ta. Hãy nhớ lại lúc mà mình mới tiếp nhận Chúa như thế nào, cái sự nóng cháy của nó bây giờ nó đâu rồi. Khi chúng ta mới tiếp nhận Chúa, wow, đọc Kinh Thánh cả ngày lẫn đêm, nghe Kinh Thánh cả ngày lẫn đêm, thắc mắc không hiểu, nửa đêm gọi điện mục sư ơi, tại sao ông Abraham không bị cắt bì, con không có cắt bì mà không có cắt bì không được vào thiên đàng, nhắn tin nửa đêm vậy đó, năn nổ đi làm chứng. Thôi con cứ ngồi nghe đi con, nước nó không quan trọng. Năn nổ đi làm chứng cho mọi người, như một kẻ đang chết chìm vớt được cái phao lúc mà chúng ta mới tin Chúa. Chúng ta giống như một kẻ đang chết chìm mà vớt được cái phao á, dù bằng mọi giá không bao giờ bán, không bao giờ bỏ cái phao đó, ai xin cũng không cho đó, nó chết cái mạng sống của thằng mình rớt ra chết thì sao? Ôm lấy Chúa giống như vậy. Đó là lúc mà chúng ta tin Chúa. Thế thì năm qua, tháng qua đi, sóng gió cuộc đời, bão tố cuộc đời đến, ai cũng có bão tố cả, trong gia đình, trong bạn bè, trong công việc, ai cũng có. Thế thì cái ngọn lửa nóng cháy đó còn hay không? Có một điều chúng ta nên hiểu thế này: Chúa cho phép những hoạn nạn xảy ra trong đời sống của chúng ta để chúng ta tin tưởng vào chính Ngài, chứ không phải tin vào cái cảm giác của chúng ta. Ngài muốn loại bỏ cái cảm giác của chúng ta để chúng ta chỉ đơn giản là tin. Nhà là hạnh phúc,
việc làm ăn ngon lành, con cái ngoan ngoãn, bạn bè, nhiều bạn bè, hội thánh rất là đông. Wow, Chúa yêu thương quá, Chúa thật là vĩ đại, Chúa thật là yêu thương, Đức Chúa Trời thật ban phước dữ dội quá, cảm ơn Chúa. Đó là cảm giác khi Ngài lấy cái gia đình chúng ta đi, hạnh phúc đi, lấy cái bạn bè đi, lấy cái hội thánh đi, chúng ta còn có dám nói là Chúa yêu thương nữa không? Còn có dám nói là Chúa hạnh phúc, Chúa ban phước nữa không? Đừng để cảm giác đánh lừa chúng ta. Chúa muốn lấy cái cảm giác đó đi, cho chúng ta hoạn nạn để chúng ta mất cái cảm giác đó đi, để chúng ta chỉ đơn giản là tin Ngài mà thôi. Chúa, con tin Ngài là yêu thương, con nhắm Ngài và cứ thế mà bước. Dù phía trước con có gì đi chăng nữa, có ổ gà, có hố, con không thấy đường đi chăng nữa, con cứ nhắm Ngài mà con bước. Ngài là ánh sáng của con, cứ nhắm Ngài mà bước. Đó, đơn giản là đức tin. Cảm giác chỉ dành cho người mới tin Chúa mà thôi. Còn một người tin Chúa lâu năm thì chưa có cảm nhận. Cảm nhận Ngài, sự kề cận của Ngài, sự vinh hiển, sự tồn tại của Ngài trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, những gì mà Ngài đang làm cho chúng ta. Không có một cái binh đoàn nào mà trước khi ra trận dựa vào cảm giác để chiến đấu hết á. Nguyên một cái đồng binh, ô kì kìa, chỗ này là yếu nha, bay rủ nhau bắn cái chỗ này, là bắn cái thành này yếu nè, ui cái kia thành bên kia yếu vậy, rủ nhau bắn cái thành bên kia. Không có binh đoàn nào ra trận mà dựa theo cái cảm giác á. Cái binh đoàn nào ra trận cũng dựa vào sự chỉ huy của một người chiến đấu, của người chỉ huy. Người chiến sĩ thập tự phải nghe theo mạng lệnh của Chúa, chứ không phải nghe theo cảm giác riêng của mình. Ôi, hôm nay tới một sư quý giảng giảng, tôi lên giảng, nhưng mà tôi không có cái cảm giác Chúa kêu tôi giảng không ơi. Ủa, ông giảng lời của ông hay là ông giảng lời của Chúa? Ôi, ghi vậy, ghi đi giảng tin lành, ghi đi giảng tin lành, Chúa không có kêu gọi tôi ông ơi. Tôi để bữa khác đi, nay tôi cảm thấy như Chúa không có kêu gọi tôi để bữa khác. Ủa, ông giảng cái cảm giác của ông hay ông giảng về lời chắc chắn của Chúa? Đừng dựa vào cảm giác, hãy cảm nhận mạng lệnh của Chúa, hãy cảm nhận sự hiện hữu của Chúa trong chúng ta. Người chiến sĩ thập tự phải nghe theo mạng lệnh của Chúa, chứ không phải nghe theo cái cảm giác riêng của mình. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20, Chúa Giê-xu ra một đại mạng lệnh: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy khiến cho họ trở nên môn đồ của Chúa, dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi. Ngươi biết gì về kinh thánh, ngươi học gì rồi, biết nhiều không? Nhiều, ít nhất ngươi cũng nhiều hơn mấy người chưa tin Chúa. Thế thì Chúa dạy gì? Hãy đi. Vậy thì chúng ta cứ đi thôi. Và đi, Chúa cho mấy cái lời hứa: và này ta ở cùng ngươi cho đến ngày tận thế. Ở Bethany có cái này vui nè. Ở Philippines á, thì mấy cái trường công lập như từ lớp 1 tới lớp 12 á, họ mở lắm. Cho nên mục sư đáp lên đến, rồi mục sư nói là có mấy cái thế hệ trẻ bây giờ đang suy đồi đạo đức, rồi cho nên giờ mình cần đưa lời Chúa vào. Thì hiệu trưởng coi em sắp xếp coi có những cái giờ nào để cho tôi, cho những cái sinh viên thần học của tôi đến để chia sẻ lời Chúa. Ông hiệu trưởng ok, sắp xếp trước khi bắt đầu lớp thì có thể là nửa tiếng hoặc 20 phút cho mấy sinh viên thần học tới. Có nhiều sinh viên thần học với sinh viên trong đó học thành đi, sao có học chưa xong mà con đi cái gì, sao không biết cái gì con dạy. Người đi, người dạy, trong lúc dạy người học. Chúa Giê-xu phán với cái người là gì? Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, những gì ta truyền cho ngươi, nhiêu đó đủ rồi, đi đi. Và kìa, ta ở cùng ngươi.
Khi ngươi dạy thiếu cái gì ta bù cho. Ngươi học trong lúc ngươi dạy. Đừng có dựa vào cảm giác của mình. Ôi tôi đầy đủ rồi, tôi mạnh mẽ rồi, tôi đi. No. Khi mà ngươi yếu đuối nhất, đó là khi Đức Chúa Trời mạnh mẽ nhất. Paulo nói mà. Paulo là một người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ trong Chúa, ai cũng amen hết á. Nhưng Đức Chúa Trời cho gì? Cho một cái gai trong sự sống. Bị bắt bớ này, bị trần truồng này, bị chửi này, bị đói này, bị rét này, bị anh em bảo, để làm gì? Để cho ông có tự cao. Để làm gì? Để ông không có dựa vào cái cảm giác riêng của mình. Chúng ta hầu việc Chúa đừng dựa vào cảm giác nha. Tôi quyết tâm tôi đi từ Tây Ninh, tôi đi đồng, tôi đi Lâm Đồng để tôi giảng lời Chúa. Ôi nhưng mà gần tới rồi, sao sao á, người thấy không thấy khỏe khỏe không sao. Để chắc để khi không. Đi, tôi nói thiệt với mọi người là trước trước đó một ngày, cái bữa mà mình đi chơi, đi đi vòng vòng á, đi vòng đi xe đạp vòng vòng là trước đây thứ bảy đi thứ sáu rồi đi vòng vòng. Nguyên cánh tay niệm đau. Đau mà bóp, bóp dày bóp không được luôn á. Nghe này bóp như này. Bên này thì không sao, nguyên cánh tay này đau mà. Đau, không biết tại sao nào giờ không có bị. Nhưng mà mới bữa đó bị rồi, đâu có nằm ngủ đâu có cấp gì đâu, tại vì nó bị buổi chiều mà. Mà chỉ xe đạp làm sao có đau cái tay này. Đó kỳ kỳ sao? Chúa, con đi. Chúa ban sức con chạy xe. Nên lúc mà chạy xe lúc nào tập sơn tập nó, tập gì nè, để gì bóp cái thắng á. Tập ra tập vô nè, để cho cái tay nó không bị cứng, nó đau quá, nó cứng. Nó cứng này, gặp tình huống bóp thắng không kìa. Giờ khỏe re rồi. Chúng ta không dựa vào cảm giác. Hãy đi. Đây là lý do mà tôi đến đây, để truyền giảng. Không phải tôi đi một mình, mà Chúa đi cùng tôi. Hội thánh Bethany Baptist Marketing nhận biết sự kêu gọi của Chúa trên tôi. Hội thánh cử tôi đi truyền giảng ở vùng đất Việt Nam này, Việt Nam này. Và họ cầu nguyện và hy sinh để chu cấp cho những nhu cầu của tôi. Tôi chỉ giảng về những điều mà tôi đã học từ Đức Chúa Giêsu Christ thông qua hội thánh. Vậy bước thứ nhất để chúng ta tiếp tục sống dạy hầu việc Chúa là gì? Thứ nhất, nhìn lại cái sự cứu rỗi của mình, chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Nếu mà chúng ta chắc chắn về sự cứu rỗi của mình rồi thì không có cái gì trên đời này chúng ta mất mà chúng ta so sánh được hết. Amen. Chỉ có mất sự cứu rỗi chúng ta mới sợ thôi. Còn ngoài ra mất những thứ khác không có gì mà sợ hết. So sánh nó và tiếp tục chúng ta trở lại cái ban đầu. Chúng ta mất lỡ rồi vì do những ngày những công việc những khó khăn chúng ta mất lỡ rồi. Chúng ta muốn từ bỏ rồi, quay lại những ban đầu. Tại sao lúc đầu anh tin Chúa? Chúa đã cho anh cái gì? Quay trở lại, bung lửa nó lại. Chúa Giêsu nói hãy nhớ lại lúc mà người sa sút, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Đừng từ bỏ lòng chính mến ban đầu. Và biết bước thứ ba, đó là nhìn lên thiên đường, nhìn lên thiên đàng. Hãy nhớ một bài, thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Mà nếu chúng ta cứ nhìn theo nhà, nhớ nè, ở trên trời thiên đàng không có vợ và chồng. Mấy người Pharisee đó hỏi Chúa Giêsu đó, rồi bà này ở với ông này, rồi ông này mất, rồi ông kia, rồi ông kia mất, rồi cuối cùng tới thế nào? Ông nói bà là vợ của ai? Chúa Giêsu nói các người ngu. Trên thiên đàng các ngươi sẽ giống như những thiên sứ, làm gì có vợ chồng, chỉ các ngươi có một cha thôi. Vậy thì chúng ta đừng có nhìn vào cái đời này. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thăm lữ hành. Nhà cha tôi nơi thiên quốc, chấp chưa bao kho bao tôi. Amen. Thiên sứ hát sướng vui mừng, đón tôi bên bờ bên kia chờ mong. Và tôi đây không vương vấn với thế gian ở nơi này. Đừng vương vấn, đừng vương vấn về những thứ thuộc về thế gian. Nhìn lên thiên thượng, lòng chúng ta còn hướng về thiên đàng hay không? Còn xem thiên đàng là nhà của mình hay không? Hay là chúng ta chỉ lo những thứ tạm ở trên đời này? Nhưng có một điều mà tôi thất vọng, đó chính là những cái bài hát mà cái hội thánh Việt Nam ca. Có những bài hát mình ca kích động
động, mình nhảy múa, mình tạo ra những cái cảm giác vui về thể xác hoạt động. Tôi đến một cái hội thánh, thì trong cái hội thánh này lúc giảng á, thì ở đây mở cái nhạc lên, rồi trên đây giảng đó, rồi còn cái lúc mà ca thì bật đèn lên, cái đèn mà chớp như những đèn vũ trường á, trống đùng 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 đùng, ngựa tiên bụp 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 bụp. Rồi tao mới tới phần giảng, nằm ngủ khò, mệt hết rồi. Tránh những cái cảm giác thì chúng ta mệt. Cảm giác tốt chứ, cảm giác sướng tốt chứ, nhưng mà chúng ta phải đừng quên cái cảm giác chỉ là cái phụ. Phải niềm tin của chúng ta mới là cái mạnh mẽ. Amen. Nếu mà mấy giống như một sử dụng, nếu mà nói về cảm giác mấy anh cậu gì cậu trong trường, so sánh về lực lượng, so sánh về khả năng chiến đấu về vũ khí, mấy ông bị cộng đâu sợ quá, có cảm giác. Nhưng cái tinh thần của họ vượt qua cảm giác. Chiến sĩ thần tử phải giữ vững tinh thần. Colosse đoạn 3 câu 16: Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và sự dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà khuyên dạy nhau. Mục đích của thơ ca là gì? Mục đích của ca ngợi lên cho Chúa, ngoài ca ngợi lên Chúa còn gì nữa? Trong Colosse đoạn 3 câu 16, mục đích của ca ngợi ca hát đó là gì? Khuyên dạy nhau và khuyên nhau, an ủi nhau. Đó là cũng là mục đích của bài thơ ca của người xuống. Vì vậy, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Bài hát là dùng để dạy, để khuyên nhủ, để khích lệ. Hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng của sự trật tự chứ không phải là sự lộn xộn. Ai muốn la trong hội thánh thì la, ai muốn hét trong hội thánh thì hét, ai muốn cứ làm gì thì làm. Có những bài hát mà mình mong, rất mong mỏi có thể dịch sang được tiếng Việt để cho anh em được khích lệ. Bài hát này là một bài, một trong những bài mình thích. Có cái lời bài hát tiếng Việt nó dịch như thế này: Rồi một ngày đó sẽ đến, cái ngày mà tim không còn đau nhói, cái ngày mà nước mắt không còn trên mí mi, mắt không còn mắt lệ, cái ngày mà bầu trời không còn chỉ đám mây u ám, tất cả sự bình an sẽ đến mãi mãi, cái ngày vui vẻ ở bờ bên kia và vàng bên kia, một cái ngày tuyệt vời, một cái ngày diệu kỳ, một ngày tuyệt vời khi mà tôi thấy cái gương mặt của Đức Chúa Giêsu Christ, khi tôi nhìn lên cái gương mặt của Ngài, đấng mà đã cứu tôi với ân điển của Ngài, rồi Ngài sẽ dẫn tôi, nắm tôi vai cánh tay của Ngài và dẫn tôi đi vào vùng đất hứa, một ngày tuyệt vời. Ôi tuyệt vời làm sao. Sẽ không còn sự đau khổ, sẽ không còn những gánh nặng để mang, sẽ không còn những bệnh hoạn, những đau đớn, sẽ không còn những buổi chia ly, và tôi sẽ ở trên đó cùng với đấng đã chết thay cho tôi. Ôi một ngày tuyệt vời làm sao. Right. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my
I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Nhìn lên thiên thượng, nhìn lên Chúa, mọi gánh nặng đời này sẽ nhẹ đi thôi. Một số người thì dựa vào cái cảm giác để đi chia sẻ lời Chúa, còn một số người còn tạ ơn nữa là cho Chúa, đặt điều kiện cho Chúa để đi chia sẻ lời Chúa. Chúa ơi, cho con hôm nay con đói quá, Chúa cho con ăn trước rồi con đi chia sẻ lời Chúa sao? Chúa ơi, con đi mà không có xe, Chúa cho mang chiếc xe trước đi, đổ xăng trước đi, cho tiền đổ xăng rồi con đi sao? Có khi nào mà trong quân sự mà ông sĩ của em ông bảo mà đi qua đó, cho tôi đưa giày để chờ tôi mặc giày, chờ tôi mang giày, chờ tôi lấy súng, chờ tôi lao súng. Sĩ quan bảo người hãy đi qua đó làm việc đó cho ta. Này tôi không có cảm giác, tôi đi để ngày mai đi. Đừng đợi cảm giác khi có một cái lệnh rồi, sắp xếp lịch của mình và đi. Cuộc sống người Cơ Đốc nhân không dựa vào cảm giác, nhưng dựa vào sự tuân lời theo lời của Ngài. Phụng sự Chúa là gì? Thờ phụng Chúa là gì? Phụng sự Chúa là đi hội thánh vào Chủ Nhật, hát lên cho Chúa, đọc kinh thánh. Xin lỗi nha, bây giờ mình thử đi. Một người đứng trên này giảng, còn dưới kia đang ngồi nghe. Ai phụng sự ai vậy? Người kia được kiến thức, được Chúa phụng sự người, chúng ta chứ chúng ta phụng sự Chúa đâu. Chúng ta đọc kinh thánh, ai có lợi vậy? Chúng ta có lợi hay là Chúa có lợi? Chúa còn là cho chúng ta. Phụng sự Chúa có vậy thôi hả? Phụng sự Chúa có một cái bài mà bé ca này: phận con đất sét đây, đúng không bê sai đó, phận con đất sét đây hãy nắng, còn giống này nộp mình như Chúa. Đây nè, đây là cục đất sét nè, thân con nè, nắng đi Chúa, mà nắng đừng có kêu đau. Chúa ơi, nắng con đi. Cái Chúa nắng ấy, ủa sao điện thoại con nó hư rồi, tối nay coi phim tầm bậy mà Chúa đập cho nó hư phải rồi, đau quá Chúa ơi, cho điện thoại khác. Không được, Chúa nắng. Cái câu đó, phận con đất sét đây, nắng con sống ngày, hãy nói bằng tất cả tấm lòng của mình, hãy nói bằng tất cả tấm lòng của mình, đừng có chỉ nói bằng cái cảm giác. Xong mà qua những lúc đó hết. Không, Cơ Đốc nhân là bước đi với Chúa từng phút từng giây. Hầu về Chúa là gì? Hầu về Chúa là hãy gieo cái chúng ta giống như Chúa vậy. Hãy để cái chân của chúng ta làm chân của Chúa Giêsu, đi đến nơi mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đến. Hãy làm cái bàn tay của chúng ta trở thành bàn tay của Chúa, ban phước cho người mà Chúa muốn chúng ta ban phước, giúp đỡ người mà Chúa muốn chúng ta giúp, ôm ấp yêu thương người Chúa muốn chúng ta yêu thương, mặc dù người đó giống như trái sầu riêng, ôm khó đau. Nói những lời mà Chúa muốn chúng ta nói, đó là hầu việc Ngài. Chúa ơi, vậy khó quá, con không hầu việc Chúa, con tin Chúa, con lên thiên đàng, con không hầu việc Chúa được không? Hả? Là sư trên hay là thiên an? Hầu việc Chúa khó quá, nghe một sư nói khó quá. Con nào giờ chỉ đi có theo cái cảm giác, còn khoái ca thì còn ca, còn thích đọc kinh thánh thì còn đọc, còn không thích thì thôi, toàn lại đi theo cảm giác. Bây giờ Chúa muốn con là đó, đây nè, Chúa muốn con là đi mà không có cần cảm giác, Chúa lệnh là con đi. Thứ nhất, con không có lựa chọn nào khác. Ông Adam, ông không tin lời Chúa, kết quả là gì? Chết, bị rủa xả. Vợ Lót, vợ ông Lót không tin lời Chúa, chạy chạy còn ngoảnh đầu lại nhìn thế gian nữa chứ.
Bây giờ bị hóa thành tượng muối. Ông Jonah chối bỏ nhiệm vụ của Chúa. Chúa ơi, ông tin thành con không có cảm giác đi. Thực sự là con ghét luôn cho mày, con cảm giác mình con không muốn đi luôn á. Bởi vậy quăng vô trong cái bụng con cá 3 ngày 3 đêm trong đó cho ông biết. Ông Pharaoh là người không hề tin Chúa, không hề biết Chúa luôn, chối bỏ Chúa luôn. 10 tai nạn. Cuối cùng cả một cái những người con trong Ai Cập thì con đoàn chết hết, con của ông chết luôn. Cả một cái đội binh của ông chìm hết dưới biển luôn. Ông vua Saul, Đức Chúa Trời bảo đi đến diệt hết tất cả vật nhỏ vật lớn, con gà con vịt con heo con cừu, diệt hết vì nó là ô uế trong Chúa. Anh em diệt xong chừa lại mấy con cừu con nào béo tốt để dành lên cho Chúa lấy cớ. Không, ông Saul chỉ một cái tội đó, mất nước mất ngai vàng. Ông vua Herod cướp lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhận hết vinh hiển về mình, bị mấy con trùng đục cho tới chết trong công vụ 12. Theo Chúa có không phụng sự Chúa được không? Không, không còn đường nào khác. Thứ hai, vì sao chúng ta phải phụng sự Chúa? Vì chúng ta không thuộc về chính mình, đúng không? Phận con đất sét đây, xin nắng con giống ngày. Con đã dâng rồi thì con nằm im đây, đừng có chạy đi chỗ khác. Khi khó khăn đến, phận con đắc xét đây, khi xin nắng con cháu ngày, ngày nắng xong ngày cho mày để vô lò lửa để cho nó cứng, đắc xét mà, để nó không được chạy. Nhớ, chúng ta không thuộc về chúng ta nữa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6:20, vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái sự cứu chuộc người ta kêu là miễn phí, đúng, miễn phí thiệt, miễn phí đối với những người nhận, nhưng mà nó tốn rất nhiều đối với người cho. Người nhận chúng ta nhận tin Chúa thôi, nhưng tốn cả một mạng sống của con Đức Chúa Trời. Chúng ta được chuộc bởi một giá rất cao. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6:19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Là đấng mà anh em đã được nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Nghe bài hát à? Bài hát gì của mấy anh cha quá thành danh vậy đó trong lịch sử. Và tôi luôn là tôi, chớ mong đổi thay tôi làm gì hết. Và tôi luôn là tôi, mày thử đi, nhốt ở trong phòng mày coi, không là tôi luôn là tôi, không ăn mày chết đâu. Bịt luôn mũi, rút hết oxy ra mày không thở mày chết đâu. Bản thân cái xác mình nè, có phải là chính mình đâu, không. Mình là những gì mình ăn, ăn ít thì ốm, ăn nhiều thì mập, không ăn thì chết. Mình là những gì mình thở, thở không khí bụi nhiều vô là bệnh hay phổi này kia nọ. Chỉ có Đức Chúa Trời là một mình Ngài, Ngài là chính Ngài thôi. Dù trái đất này có thiếu oxy là bị ô nhiễm, bị đốt, chẳng liên quan gì đến Ngài, không ảnh hưởng gì đến Ngài. Chỉ mình Ngài là Ngài thôi. Còn chúng ta là nó phụ thuộc. Chúng ta không còn là chính mình thì chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta thuộc về Ngài. Điều thứ ba, vì Chúa ở trong chúng ta, Chúa muốn sử dụng chúng ta. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu có thể Ngài có thể không ấy anh chị em? Ngài có thể chỉ cần nói một tiếng là hết tất cả người đây sợ. Lúc lý do mà tôi không tin Chúa là gì? Không phải lý do tôi là người vô thần. Ngày xưa mình là người vô thần, dân IT giống này. Okay. Cứng đầu lắm, tin khoa học không à? Không tin vào Phật, lý do cái tượng đó người ta làm nên mà giờ tôi lấy gõ búa ở bung cho nó bể liền. Bây giờ nếu như có ông trời đó, thì tại sao ông trời không làm cái bức tượng mà tôi lấy bom nguyên tử tôi bắn không bể thì tin về chưa? Vô thần mà cái cỡ đó đó, tại vì làm gì có đâu, có làm đi rồi bắn thử có bể không cái liền đó. Vậy thì sao tin Chúa? Nếu Chúa
Giê-xu là có thật, Ngài có thể hiện thân của mình lên cái làm triệu người tin Chúa liền. Ngài có thể làm phép màu một cái là hàng triệu, hàng tỷ người tin Chúa liền. Ngài làm từ gốc được. Nếu Ngài muốn, nếu Ngài muốn nha, Ngài hiện thân Ngài lên đó, đó, Ngài giáng thế cái rồi, rồi Ngài làm hàng tỷ phép màu đấy. Ai tin không? Tin liền. Làm sấm sét động đất liền đi coi. Nhưng mà Ngài không muốn, lý do là Ngài không muốn. Tại sao vậy? Người ta, người công bình sống bởi đức tin. Mà để cho người ta tin thì phải có người ta nghe. Mà để cho người ta nghe thì phải có người nói. Mà để cho có người nói thì phải có người ra đi. Mà người ra đi, Chúa Giê-xu nói, các người là chứng nhân của ta. Vậy thì Chúa Giê-xu muốn sử dụng chúng ta. Chúng ta được cứu không phải để thờ phượng, chúng ta được cứu là để phụng sự. Chúng ta được cứu là để được Chúa sử dụng. Con gái, phận tôi đây đất sét, xin nắng con, xin nắng con. Câu đó khó lắm đó nha. Tỉa cành thì đau đó, nặng thì đau đó, đem vô lò lửa đau lắm đó. Nhưng hãy giữ vững đức tin, vì sau khi con bước ra, con sẽ trắng hơn bạn, đẹp, thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Không có sáng xấu xấu trước mặt người ta, nhưng mà đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài không có quan trọng cái bề ngoài bên ngoài, Ngài quan trọng tấm lòng bên trong. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em đã nhận đạo đơn chân thật, đạo tin lành, sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, là đấng Chúa đã hứa cho chúng ta. Vậy thì chúng ta nhận Đức Thánh Linh khi nào? Tại thời điểm mà con quỳ gối, con tin Chúa, tiếp nhận Chúa, là thời điểm Đức Thánh Linh đến và ngự trong lòng của con. Và trong Kinh Thánh không khúc nào nói là Đức Thánh Linh sẽ đi ra. Ok. Tại thời điểm con tin Chúa, chúng ta được ấn chứng. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 13. Khi nghe tin lành xong, chúng ta tin thì chúng ta được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh như Ngài đã hứa. Ok. Vậy Đức Thánh Linh đến và ngự trong lòng của con. Kinh Thánh cũng chép rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. Và Kinh Thánh cũng chép rằng Đức Chúa Giê-xu ở trong lòng chúng ta bởi đức tin. Amen. Vậy thì nhớ một điều thế này: Đức Thánh Linh luôn luôn ở trong lòng của chúng ta, trong bản thân chúng ta. Ngài không bao giờ đi ra nha. Khi chúng ta phạm tội thì Ngài đứng một bên. Đó, cái ngôi chúng ta đó, chúng ta ngồi lên chúng ta muốn làm gì, Ngài đứng một bên, Ngài buồn. Đức Thánh Linh buồn, Đức Thánh Linh đau. Ngài đau khi chúng ta làm điều Ngài cấm chúng ta làm. Ngài buồn khi Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không làm. Ngài luôn ở trong chúng ta. Còn những ai? Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vậy thật sự nếu một người không có Đức Thánh Linh ở trong thì người này không thuộc về Chúa. Một người không có Đức Thánh Linh ở trong lòng, người này không thuộc về Chúa. Thật sự Kinh Thánh chép trong Roma đoạn 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Xong. Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Trong Kinh Thánh không có đoạn nào là Ngài rời bỏ chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cẩn thận với những cái bài mà chúng ta hát nha. Để mình khuyên chân tình. Bài hát đối với mình thì thể hiện gì? Giống như Kinh Thánh nói, ca ngợi Đức Chúa Trời có tính gây dựng, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Đó là mục đích bài hát. Nhưng những bài hát mà trái với Kinh Thánh, trái với giáo lý thì chúng ta đừng nên hát.
cái bài mà mình nghe rất nhiều. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, xin Chúa dẫn dắt con hẹn rồi điệp khúc Thần Linh Sự Sống. Xin Ngài hãy đến, hãy ban cho con phước hạnh tươi mới. Xin Ngài hãy đến, hãy ban. Ngài đã đến rồi. Ngài đang ở trong chúng ta. Đó là Kinh Thánh nói. Xin gì nữa mà xin? Khi mà chúng ta chào ai đó, ví dụ như người này xa mới gặp lại chào à, hay là lâu anh em lâu rồi à, chào cho mày, mày khỏe không mày? Đức Thánh Linh luôn ở bên ta, ở trong ta. Khi chúng ta ngủ, Ngài vẫn ở đó. Kinh Thánh chép thế này trong trong Thi Thiên đoạn 112 câu 2, câu 3, câu 4: sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân tôi siêu xó. Đấng gìn giữ tôi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt và cũng không buồn ngủ. Ngài đâu cần ngủ, không cần nghỉ ngơi. Ngài ở bên tôi, trong tôi, sống trong tôi. Ngài luôn thức, bảo vệ tôi, dẫn dắt tôi. Đâu cần chào Chúa đâu. Chúa ơi, con chào Chúa nha, hello, good morning ha. Là Chúa ơi hãy đến, Chúa ơi đến với con, đến với con, đến với con, vào trong con mà. Ngài đến rồi. Thật sự nếu người không có Đức Thánh Linh ở trong thì người không thuộc về Chúa. Vậy thì chúng ta hãy cẩn thận với những bài hát mà chúng ta ca ngợi Chúa. Những bài hát đó, thứ nhất phải hợp Kinh Thánh, thứ hai nó phải mang tính gây dựng, thứ ba nó phải mang tính khuyên nhủ giữa anh em với nhà làm rạng danh Chúa. Amen. Thế thì tóm lại, chúng ta phải vượt dậy, tỉnh thức lại để phục vụ. Từ lúc chúng ta ngủ say, ngủ say trong thế gian, hãy tỉnh thức lại. Thứ nhất, nhớ về sự cứu rỗi, chắc chắn về sự cứu rỗi. Không có đó, không có sự cứu rỗi, chúng ta không thuộc về Chúa thì chúng ta không làm gì cả. Thuộc về Ngài trước. Thứ hai, hãy nhớ lại cái giây phút mà chúng ta tin Ngài. Hãy trở lại nơi mà mình đã bắt đầu. Giờ điểm mà tin Chúa như thế nào? Cái tình yêu của chúng ta với Chúa như thế nào? Vẫn còn hay không? Và thứ ba, hãy nhìn lên thiên thượng. Hãy nhìn lên thiên thượng. Mắt luôn nhìn về thiên thượng. Nhìn về thiên đàng. Thiên đàng có gì không? Esther. Dạ, có Chúa, có thiên sứ. Còn có gì nữa không? Thiên đàng nó làm sao? À, có sự sống rồi đây. Thiên đàng nó làm sao? Kể làm sao mà người nghe wow, hay quá mày, tao cũng muốn lên được thiên đàng. Kể làm sao mà thiên đàng có Chúa mày, đâu phải Chúa tao đâu. Cũng chứ không. Kể làm sao mà người ta nghe wow, tao muốn được lên thiên đàng giống như mày. Thiên đàng có tấm điều kiện. Tôi ước gì tôi, lúc nào trong đầu tôi cũng có cái thiên đàng. Bước lên trước một cái cổng cao là 30 mét, mà nguyên một cái viên ngọc, nguyên cái viên pearl, cái con mà dưới biển là nó mở có viên ngọc, nó mở con gì ta, con trai đúng rồi, viên ngọc trai, mà nguyên cái cổng 3 mét, mà nguyên cái viên ngọc đó, nguyên ngọc nguyên khối nha, chứ không phải là từng mảnh nhỏ ghép lại nha. Dính trên nó là những cái ngọc lam vũ, cái ngọc mà tôi chẳng biết nó làm sao, chỉ biết cái tên thôi, nghe lam vũ rồi hồng ngọc rồi. Tôi chỉ biết là nó cực kỳ độc lắm. Bước vào cái cửa, à cửa là có thiên sứ, tôi mang danh Chúa Giêsu bước vào, bước đi trên con đường bằng vàng, vàng này vàng đục ngạo vậy đó, vàng trong suốt, vàng mà nhìn xuyên qua được á, chẳng hiểu là sao nhưng mà tôi biết được, tôi chỉ tưởng tượng thôi. Kinh Thánh chép như vậy, tôi tin vậy mà. Tôi bước đi trên con đường bằng vàng trong suốt, dọc theo hai mường vàng là những cái dòng suối nó trong, mà nước đó, nước của sự sống chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời. Wow, tôi giờ tôi nhảy xuống đó tôi tắm. Nước của sự sống nghe như vậy, nước mình ơi. Rồi bên cây, bên mọc lên cái cây mở ra tất cả những trái, mà cái lá nó chữa lành tất cả mọi bệnh mọi dân. Wow. Đi ra đường dẫn đến cái ngôi nhà mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi. Chúa nói đúng không?
ta đã đi và sắm sẵn cho ngươi một ngôi nhà. Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất trong vòng mấy ngày? 6 ngày, ngày thứ 7 ngày nghỉ, đúng không? Bây giờ Chúa Giêsu nói ta đi và sắm sẵn cho ngươi một chỗ, lúc ngày đi cho đến bây giờ mấy ngày, cả mấy ngàn năm rồi. Tưởng tượng cái nhà mình chưa xong á. Khi sắm xong rồi thì ta sẽ quay trở lại. Chúa hứa mà, Giăng đoạn 14. Tưởng tượng đi, từ đó tới bây giờ chưa xong á kìa, tại vì chưa quay lại mà. Cái nhà mình bự ra sao ta? Tôi hớn hở, tôi muốn nhìn cái nhà đó. Nó có muốn y dày đâu, nó dột, nó thấm, nó đen, nó xì xì vậy đâu. Bước đi được. Nhưng mà việc đầu tiên tôi muốn làm, thấy gương mặt của Đức Chúa Giêsu Christ, không phải qua tâm hình. Thấy gương mặt của Ngài, vinh điển của Ngài, đấng mà đã cứu tôi, đã chuộc tôi bằng huyết của Ngài. Tôi muốn được ôm vào Ngài, xà vào lòng của Ngài. Bước đi đó, và tôi bước theo Ngài, đi đến cái ngôi của Đức Chúa Trời. Xung quanh ngôi là 12 trưởng lão của dân người Do Thái. Trước ngôi là biển trong ngâm, biển trong ngâm, dưới đó có cá không ta? Mình tự hiểu, wow. Rồi gì nữa? Trên ngôi là Đức Chúa Trời sáng láng, chiên con ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Xung quanh là những thiên sứ mà không bao giờ dừng lại, ca lên vinh danh Đức Chúa Trời. Những thiên sứ ca cả ngày và đêm. Ở trên đó có mặt trời không? Không. Có mặt trăng không? Không. Sự sáng của chiên con, sự sáng của Đức Chúa Trời là vinh hiển cho cả thiên đàng. Cái hình ảnh đó đó mọi người, nó luôn trong tâm trí thôi, không thể quên, không thể rời xa. Nơi mà tôi sẽ gặp ông Salomon. Ông ơi, Salomon, tôi ở đây có một bà vợ mà tôi khổ lên khổ xuống, ông thân ngàn bà. Ông sao ông giỏi vậy không? Chỉ nơi mình thông công, nơi mình gặp áp ra. Thì tôi biết tôi sống được tới 80 rồi, 80 còn đi tin Chúa, bước đi, đi bộ mà đi xe, đi tới nơi mà toàn là cái nói tiếng lạ không, chứ đâu phải tiếng của ổng đâu. Ổng học tiếng, ổng học tiếng 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 của người Ai Cập, ổng học mấy tiếng đó. Hay quá thật. Thiên đàng. Hãy nhìn lên. Hãy nhìn lên. Đọc cái bản vẽ. Thuộc lòng nó, nằm lòng nó. Đây chính là động lực để chúng ta bước lên. Chính là động lực để chúng ta tỉnh thức lại. Đừng để công việc Chúa choáng ngợp chúng ta. Đừng để con người ngoài kia choáng ngợp chúng ta. Đừng để cảm giác đánh lừa chúng ta. Hy vọng là Chúa nói cùng chúng ta điều gì đó trong lòng chúng ta. Mình có cần nghỉ mấy phút không? Có cần nghỉ không? Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Amen. Bước tiếp theo đó chính là trở thành của tế lễ sống để đi theo Ngài. Chúa muốn cái gì? Chúa thích cái gì? Đó là câu trả lời. Chúa thích cái gì đó? Chúa thích vàng. Chúa thích mấy cái hộp dâng hiến này để Chúa mọi người dâng lên. À, Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến cách vui lòng. Đây. Câu này ghi rõ nha. Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến nha, chứ không phải của dâng nha. Chúa không có cần cái tiền của chúng ta. Chúa cần cái kẻ dâng cơ. Chúa cần chúng ta cơ. Chúa không có cần hội thánh đông, hội thánh hàng trăm người, 20 người vô la hò rồi cũng cãi lộn nhau chứ làm gì. Một người cha mà thấy mấy chục đứa con nó nhào vô, nó quánh nhau, nó chửi nhau, nó nói nhau từ lâu chưa, người cha nó vui không? Đức Chúa Trời cộng gì? Roma đoạn 12 câu 1. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ. Dâng thân thể nha. Không phải dâng tiền nha bạn nha, dâng thân thể nha. Phận con đất sét này đó, thầy luôn nhắc lại nha, tại vì con nói nha. Tại con nói mà. Con nói nhìn đó đây, thầy có ghi lại này. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa. Nhớ nha.
Tại vì con nói đã trọn đời là lúc nào thầy cũng nhắc lại được hết á. Là còn sống là còn nói à. Đúng chưa? Rồi, đã dâng lên Chúa thì anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống. Rồi. Giờ mình đi dừng lại chỗ cái của lễ sống. Cái của lễ á, điều đổ huyết và chết. Trong thời cổ ước á, cái của lễ ví dụ như ví dụ thôi nha, anh em phạm tội thì muốn dâng cái muốn chuộc cái tội của mình thì phải bắt một cái con cừu, tại con kêu là của lễ, bắt con cừu lên trên này, đặt tay mình lên trên đầu con cừu, được chưa, để tượng trưng cái tội mình, để con cừu lấy dao đó cắt cổ con cừu, đựng như thi tô máu, rồi mấy ông thầy tế lễ mới dâng lên Chúa, rồi con cừu đó được chưa, chưa, xả da, xả mỡ ra riêng, xả bộ lòng ra riêng, xả móng ra riêng, xả sừng ra riêng. Cái thành đó thì đem vô mấy người thầy tế lễ, còn mấy cái da móng lông đem đốt. Bây giờ tưởng tượng xả là từng miếng như nè. Của lễ đó, chú không có nói con là người dân nha, chú nói con là của lễ đó. Vậy thì chúng ta dâng Chúa giống như vậy đó. Hebrew 9 câu 22, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết và được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, Ngài dâng lên để chuộc tội cho chúng ta. Giê-xu chết cho chúng ta thì chúng ta cũng phải chết cho Ngài. Lặp lại, Chúa Giê-xu chết cho chúng ta thì chúng ta cũng phải chết cho Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 14 và 15, mình đọc mình giải thích đoạn này. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Câu 15 lại, Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng Christ đã chết và sống lại cho mình. Chúa chết cho con, và Chúa muốn con chết cho Ngài. Chết đó là chết cái gì? Chết cái bản ngã. Hồi xưa trước khi tin Chúa, thầy nè, ôi con muốn làm công an, tại công an quyền oai, nó mặc đồng phục rồi đi ra oai lắm. Rồi cuối cùng lớn lên biết sao mà thầy bị lỗi nhảy vào gửi xe lần quá, thì làm công an giao thông sao được, nhảy vào gửi xe bị lỗi à. Rồi muốn gì, muốn được nhà lầu xe hơi, mục tiêu mình đặt ra làm sao làm giàu, với nhà lầu xe hơi, có vợ ngoan, vợ thiệt là đẹp đó, mong mỏi đặt ra đó, học thông minh được chức cao. Nhưng mà khi tin Chúa rồi, Chúa nói bỏ hết mấy thứ đó đi, chết đi. Mong muốn của ngươi bây giờ không còn cho ngươi nữa, mà mong muốn của ngươi là phải cho ta. Chúng ta sống để cho Chúa, chúng ta sống vì Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 15, mình xin phép đọc lại. Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng Christ đã chết và sống lại cho mình. Còn dân con lên Chúa rồi, trọn đời con dân lên Chúa rồi, nằm im re đó đi. Chú muốn nắng sao thì nắng, chú nắng con đen thì con chịu đen, đừng có chú nắng con đen, chú ơi sao con đen quá, con tắm cho nó trắng, chú nắng con lùn thì con chịu lùn, đừng có chân rõ, kéo chân ăn xuống thì cho nó cao lên. Mấy ông tây trắng bóc rồi, đi ra Việt Nam làm gì, phơi ra cho nó đen, phơi nắng cho nó đen bớt. Còn mấy ông Việt Nam đen xì xì, biết làm sao, ở trong phòng đóng cửa lại, tấm kem cho nó trắng ra. Tóc của người ta vàng tự nhiên, người ta muốn nó nhộn cho nó đen đen lại. Còn Việt Nam, ôi tóc đen á, muốn giấu tay. Người thì đen xì xì, mà tóc vàng chắc trắng. Trời, chú muốn nặng con như thế nào thì con chịu vậy đi. Có khi chú dùng con với mục đích của Chúa. Hãy tạ ơn Chúa. Gia-la-ti đoạn 2:20, Paulo nói tôi đã bị đóng đinh vào thập
từ giá mới đến Chris, tôi bị ống đinh rồi, tôi không còn là tôi nữa. Cái thể xác này không còn là của tôi nữa, cái thể xác này là của Chúa, cái ngón tay này là của Chúa, cái miệng này là của Chúa, cái tay này là của Chúa, và tất cả tài sản của tôi là của Chúa, chân của tôi là của Chúa. Tôi bị đóng đinh hết rồi, mà mấy sao tôi còn sống? Đấy, tôi còn sống mà. Nhưng tôi không phải sống vì tôi, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Sống vì Ngài và phải theo Ngài. Câu này khó này không? Hebrew đoạn 13, câu 13 và 14. Hebrew đoạn 13, câu 13 và 14. Vậy nên, đó lại, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này, chúng ta không có thành còn lưu mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vì dưới đời này, nhà này không phải là nhà tôi, thân xác này không phải là thân xác tôi, đừng có chăm sóc nó. Tôi đi tìm thân xác vinh hiển của tôi trên trời, tôi đi tìm nhà của tôi ở trên trời. Vì vậy tôi đi ra ngoài trại quân, đi cùng với Ngài để chịu điều sỉ nhục. Đi giảng tin lành bị chửi nhục không? Nhục xấu nhục. Bị la, bị nói xấu nhục không? Nhục. Nhưng mà tôi vui mừng trong cái nhục đó, vì tôi chịu nhục cùng với Ngài. Bị đuổi nhá, cái tôi vui mừng. Hebrew 13 và 14. Rồi, đã trở thành của tế lễ sống theo Ngài thì bước đầu tiên đó làm gì? Đó chính là thánh hóa bản thân, tách biệt khỏi những thứ thuộc về thế gian, những giáo lý, những sự dạy dỗ, bất cứ hình thức nào trái với Kinh Thánh. Bất cứ hình thức nào trái với Kinh Thánh, tắt nó ra, rời bỏ nó. Đừng để bị thế gian lừa dối. Thế gian lừa dối thì sao? Thế gian nói thế này: Satan rất độc ác, Satan cướp phá, Satan hủy diệt, Satan đem đến bệnh tật, Satan đem đến nghèo đói, khó khăn, hoạn nạn, Satan có hình hài xấu xa, rồi có nhiều người vẽ Satan cái đỏ đỏ, rồi có cái đuôi, rồi có cái sừng, rồi có cái cây đinh ba, rồi từ luôn. Anh chỉ còn nghe nói là Đức Chúa Trời là yêu thương, Đức Chúa Trời ban phước, Đức Chúa Trời chữa lành, Đức Chúa Trời giúp đỡ khó khăn trong hoạn nạn. Rồi khi nghe tin lành thì Chúa sẽ ban phước, anh chị sẽ giàu có, rồi anh chị sẽ được hết khổ, anh chị sẽ trả hết nợ, gia đình anh chị sẽ hạnh phúc, vân vân. Nhớ, tất cả điều đó là một sự lừa dối. Nhớ thế này, trong cái thời Noe, Đức Chúa Trời giết hết tất cả mọi người, chỉ chừa lại 8 người trên con tàu Noe. Hàng triệu người bị Ngài giết. Ngài tiêu hủy toàn bộ thành Sodom và Gomorrah, lớn nhỏ trẻ em tất cả đều bị giết. Đức Chúa Trời tiêu diệt toàn bộ các con trai đầu lòng trong Ai Cập, dù lớn hay nhỏ. 3.000 người Do Thái bị giết vì cớ họ thờ hình tượng con bò. Hãy cẩn thận, Đức Chúa Trời không những yêu thương mà Ngài còn là Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài im lặng trước tội lỗi không có nghĩa là Ngài làm ngơ với tội lỗi. Ngài đợi đến khi tội lỗi đã trọn thì sự chết sẽ đến. Sách Khải Huyền chép 1/3 dân số thế giới sẽ chết trong ngày hoạn nạn. Khải Huyền đoạn 9 câu 15. Khải Huyền đoạn 9 câu 6: trong những ngày đó người ta sẽ tìm sự chết mà không được, ước ao sự chết mà không đến, chết sẽ tránh xa. Đức Chúa Trời hành hạ con người đến độ đó, muốn chết không được, muốn
sống không sao. Mình tin là chị Sương đã trải qua những hoàn cảnh đó, muốn tự tử chết cũng được, muốn sống là vất vưởng, nhưng cái nghề hoạn nạn còn thảm hơn đó nhiều, thảm hơn đó nhiều. Đừng bị dụ dỗ, đó là Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời tha thứ, rồi cứ thế mà phạm tội, cứ thế mà đi theo con đường mình muốn. Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết. Vả sự chết ngươi chưa đến bởi vì tội ngươi chưa trọn. Cứ làm tội đi, nó trọn đi rồi thấy cái cảnh. Đừng quên nha. Lại có lời chép: nhưng Đức Chúa Trời gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong cách ăn ở của mình. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 15 và 16: bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Paulo, khi mà Paulo giảng, tôi giảng với anh em nhưng tôi cũng phải giữ mình, để lỡ khi mà anh em được mà tôi lại mất cái phần của mình, tại vì không chịu giữ mình. Vậy cái lời Chúa ban ra có phải cho mọi người không? Không, cho chính người giảng, trước tiên là cho chính người giảng. Lại có chép rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Gia-la-ti đoạn 6 câu 7: tội lỗi không phải đau khổ ghê gớm như là giết người, trộm cắp, hiếp dâm. Rồi người ta thường nghĩ, ôi thằng đó phạm tội kìa, nghĩ là người này xấu lắm, người này giết người, hay là thằng này nó trộm đồ, hay là nó buôn ma túy, nó hiếp dâm như này kia nữa, nó lừa lọc giống như tập đoàn này, Alibaba đó. Rồi nó lừa lọc bất động sản lừa kìa. Tội lỗi nó không ghê gớm như vậy đâu. Tội lỗi nó nhẹ hơn nhiều. Tội lỗi nó bắt nguồn từ trong lòng, tại nơi mà không ai biết, không ai thấy, ở trong phòng mình, đóng cửa lại không ai biết hết. Giờ làm gì ta? Mở điện thoại ra, nghe cái này, coi này, coi phim xét, coi này, coi. Wow, tội lỗi. Và cái tội lỗi này nó còn khó bỏ và khó trị hơn tội lỗi ngoài kia. Hãy cẩn thận. Tội từ bên trong, tội mà không ai biết, không ai thấy, đó là cái tội khó bỏ nhất. Bên trong chúng ta, coi lúc chúng ta có một cái người nào đó mà chúng ta ghét mà không có nói ra, mà gặp người này chịu sao đó, cái người này đi nhà trên đi xuống nhà dưới, người này ghét lắm nhưng mà không có nói ra, cái tội đó cũng khó bỏ. Do mà không, chúng ta không thể hiện mà. Người bình thường mà bắt tay rồi nó chào bình thường, ai cũng thấy là quan hệ bình thường cái gì đâu. Nhưng mà trong lòng chúng ta ghét, cái đó khó bỏ, cái tội đó khó xử. Tất cả những thứ trái với Kinh Thánh đều được xã hội này chấp nhận. Nào là gì ta? Kinh Thánh là gì? Những cái thứ mà ví dụ như là chuyển giới nè, rồi dây nè, rồi mới đi đâu được. Thì thậm chí ngày xưa mà không có thằng BD nào mà lên trên TV mà quảng cáo, bây giờ nó lên TV nó quảng cáo tờ lượt dưa, mặc đồ đàn ông mà mặc như đàn bà, như nó. Đức Chúa Trời cực kỳ ghét, xã hội này chấp nhận. Thi Thiên 51 câu 7, David nói thế này: xin hãy lấy dùng khí giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn muối. Hãy đổi mới tâm linh của mình. Ngày xưa giặt là đâu phải giống như giặt đồ mà mình cầm bỏ vô máy, bỏ xà bông ấn nút đâu. Giặt đồ ngày xưa là qua dòng suối, lấy cái cây thiệt bự vậy nè. Rồi đồ ngày xưa mặc đâu mỏng gì đâu, cái gì cũng mơ. Cái công nghệ giặt may đồ nó đâu dày lắm. Bỏ ra nằm xuống, bỏ lên lấy cái cây đập. Bóp. Xin Chúa hãy giặt tôi, hãy rửa tôi. Philip đoạn 4 câu 8: rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt,
điều chi của nhân đức đáng khen. Thề anh em anh gì đó, hãy mạnh dạn nhờ Chúa luyện tập mình. Hãy mạnh dạn nhờ Chúa luyện tập mình. Có một cái ông, biết này mọi người nghe kể chưa, ông đến ông quỳ lại với Chúa cái bục giảng làm xin Chúa, ông cầu nguyện gì lắm. Thì một sư mới đến là ủa cầu nguyện gì lâu dữ vậy? Dạ một sư nhớ cầu nguyện giùm con để Chúa cho con thêm cái sự kiên nhẫn nhẫn, tại vì con có rất nhiều cái hoạn nạn trong cuộc đời của mình, xin Chúa cho con sự kiên nhẫn. Cái ông một sư cũng cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa cho người này thêm hoạn nạn nữa. Một sư gì kia, một sư con cầu nguyện con xin kiên nhẫn mà. Khi một sư kia, người thêm hoạn nạn thì người mới thêm kiên nhẫn. Có hoạn nạn chúng ta mới có kiên nhẫn, chúng ta mới tin Chúa. Vậy thì hãy mạnh dạn nhờ Chúa luyện tập mình. Đó là bước thứ hai. Thi Thiên 139 câu 23, David nói xin Đức Chúa Trời ơi hãy tra xét tôi, hãy biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Chúng ta cầu nguyện là chúng ta đâu bao giờ cầu xin vậy đâu. Đâu có ai dám cầu xin Chúa ơi cho con hoạn nạn đâu. Chúa ơi gỡ rối giùm con, Chúa ơi vực con vậy, Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái kia. Có ai cầu nguyện Chúa ơi hãy lấy đi cái này của con, hãy lấy đi cái kia của con để cho con nghèo đói. Có ai dám cầu nguyện như đây với Chúa ơi hãy tra xét con và biết lòng con, hãy thử thách con để biết tư tưởng của con. Trong cái hoạn nạn chúng ta mới biết tư tưởng, trong khó khăn chúng ta mới biết là chúng ta có thật sự mạnh mẽ không. Tôi đang nói với mọi người tôi rất là mạnh mẽ. Hoạn nạn chưa tới đâu quý ơi, tới đi đâu mà thấy cảnh, mày còn đứng được không? Không ai mạnh mẽ cả mọi người. Qua thử thách chúng ta mới bước lên được. Thực sự mà nói trong Kinh Thánh nói, càng thử thách chúng ta càng mạnh mẽ. David cũng nói thế này, Đức Chúa Trời xin hãy xem thử tôi còn cái lối ác nào không để xin dắt tôi vào con đường đời đời. Chúng ta là cà đúng không? Tôi hát lên giống như David xưa, tôi nhảy lên nữa, tôi nhảy lên giống như David xưa. Mấy ông biết David nó nhảy làm sao, nó hát sao? Cùng thánh đâu gì lại đâu. Nhưng mà dám ai đứng cả, xin Chúa giúp tôi bước đi giống như David xưa, xin Chúa thử thách tôi như thử thách David xưa, xin Chúa cho những hoạn nạn giống như David xưa. Ai dám làm không? Chúng ta có dám cầu nguyện giống như David không? Xin Chúa giúp con cầu nguyện giống như David xưa. David là một người mà Kinh Thánh chép là người có tấm lòng theo Đức Chúa Trời. Ông phạm tội không? Có. Nhưng mà ông có tấm lòng theo Đức Chúa Trời. Tại sao? Ông dám xin Chúa gọi rửa, dám xin Chúa thử thách, dám xin Chúa rửa sạch những cái tội bẩn của mình. Thử xem tôi có lối ác nào chăng, để làm gì? Để được làm rạng danh Chúa, để vào con đường đời đời. Một đức tin không chịu sự kiểm chứng là một đức tin không dùng được. Tôi có này vàng nè, bán cho chị nè, 5 triệu mua đi. Cái chị cầm vàng đó chị đem vô cái lửa chị còn dám mua không? Chị dám mua không? Tôi không dám thử lấy gì, dám mua. Một đức tin mà, ôi, tao cầm 5.000 quân tao lại chiến đấu nha, đưa tao lấy 5.000 quân tao chắc chắn thắng á. Giờ đưa 12 quân mày vô mà chiến đấu thử đi. Thôi, hai quân không chịu đâu. Một đức tin mà không chịu sự kiểm chứng là đức tin không dùng được. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hoạn nạn thử lòng trung thành của chúng ta. Chúa muốn thử sức chịu đựng của chúng ta như thế nào. Chúa muốn tỉa những nhánh nho mà chỉ ăn mà không đông ra kết quả, để nuôi dưỡng những nhánh nho có kết quả. Đi qua lửa, đào, tỉa cành, đào, vì sau đó
là kết quả ngọt ngào. Vì vậy, lúc khó khăn, nghèo túng, bắt bớ, tất cả cái điều đó không đến từ Satan như mấy bạn thường nghĩ. Có một hội thánh đang thờ phượng. Cảm ơn Chúa vì thời tiết mát mẻ, cảm ơn Chúa vì thời nắng, trời nắng. Cái tự nhiên trời chuyển đâu đã mày đù, ô Satan, Satan. Ủa kỳ à. Cùng một thời tiết đó mà sao lùng lùng buồn buồn cái Đức Chúa Trời trị, cái buồn buồn cái Satan trị kìa. Cẩn thận nha. Không phải tất cả các hoạn nạn của chúng ta đến từ quỷ Satan nha. Đừng rủa xả hoạn nạn. Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ông Joseph, ông bị mấy anh em quăng vô trong giếng khô. Mấy anh bị Satan lừa dối, mấy anh bị Satan. Có không vậy? Ông Joseph ông bị bán, ông bị vô tù. Phô-ti-pha ông bị Satan coi che mặt. Có không vậy? Tất cả điều đó đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ một điều thế này: không điều gì có thể xảy ra đối với con cái Đức Chúa Trời mà không có sự đồng ý của Ngài. Sở dĩ ông Gióp ông bị con ông bị giết, rồi bị lửa từ trời xuống tiêu diệt hết tất cả các cây trồng, tất cả các thú vật của ông, rồi mấy người dân Medina, những dân kẻ thù đến và giết hết cái nô tài của ông. Tất cả điều đó Satan làm đúng không? Đúng. Nhưng Satan được phép của ai? Được phép của Đức Chúa Trời. Gióp không dám mở lời rủa xả những tai nạn đó. Tai nạn đó đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng nên rủa xả nếu chúng ta không biết chắc tai nạn đó đến từ đâu. Chúa cho những ngoại nạn để Chúa thử thách chúng ta. Một điều trong những người cơ đốc nhân, đó chính là cái tội loạn ngôn. Nói điều mình không biết, chửi rủa những thứ mà mình không biết. Người mang cái tai nạn đến cho chúng ta không quan trọng. Người đó đang giữ quyền gì mới quan trọng. Cái anh công an ông đi đến đây mà bắt một anh tội phạm. Anh tội phạm anh đấu lại anh công an, chống cự lên công an. Người ta quy luật ra: anh đang chống cự anh công an này. Không phải, anh đang chống cự cái lệnh mà anh công an này đang làm. Đó là cái quyền bởi nhà nước trao cho anh công an. Chống người thi hành công vụ. Khác à? Một anh này, anh, cô này cũng là công an, nhưng mà khi mà lột đồ ở nhà cũng quýnh lộn bình thường. Tội dân sự. Cô này đang mặc đồ giao thông vô mà giờ tự nhiên ra quýnh lộn nha. Co chừng dân quýnh công an nữa thì cái đó coi chừng. Tại vì cái sao, các chị phải biết là cái quyền nó nằm trên đó. Satan nó có cái quyền trên ông Gióp, hủy diệt cái gia đình của ông Gióp. Cái quyền đó từ Đức Chúa Trời cho ông là. Nếu chúng ta không biết mà rủa xả Satan là cẩn thận. Thay vì như vậy, chúng ta phải giữ vững lời hứa. Chúa ơi, Roma đoạn 8 câu 28: mọi sự hiệp lại, tất cả mọi sự đều là có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Giữ vững lời của Chúa. Hãy thay đổi tư tưởng chúng ta về khó khăn và hoạn nạn. Đừng bi quan khi chúng ta hoạn nạn. Đừng bi quan khi gia đình tan vỡ. Đừng bi quan khi làm ăn công việc làm ăn thất bại. Đừng bi quan vì hoạn nạn đó có thể là thử thách của Chúa cho chúng ta. Nếu chúng ta vượt qua, một cái phước mà lớn hơn ngàn đời. Gia-cơ nói đoạn 1 câu, Gia-cơ đoạn 1 câu 2 câu 3: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Mục sư ơi, con khó quá, hôm nay con bị người ta lừa mất hết 5 triệu. Ha, cảm ơn Chúa. Mục sư vui mừng lắm. Con đang đói quá, thiếu này thiếu kia. Cảm ơn Chúa. Mục sư vui mừng lắm. Con đang được thử thách.
qua thử thách đó con sẽ trở nên tốt hơn. Đây là điều vui mừng trong mình. Quan trọng là lúc con chịu thử thách, con có tin Chúa không? Con có còn dựa vào Ngài không? Hay là con đi quở trách bản thân của con? Con đi quở trách Satan, quở trách những người xung quanh. Không có ai trong chúng ta chịu cái thử thách đức tin như Chúa thử Abraham, dân con của mình. Không ai như chúng ta. Ta chỉ mất vài đồng tiền rồi kiếm lại thôi, gì đó. Không ai giống như Abraham. Bước thứ ba, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Có khi nào mà lính chiến đấu nghe nha, ra trận mày ơi, khoan tao lấy cái súng ra, ôi cái súng của tao nó dơ rồi, tao chùi ra, ôi cái tôi dậy tao nó ướt rồi. Lính mà rút rảnh luôn luôn lấy cái súng ra chùi sạch sẽ, tra dầu tra nhớt, kiểm tra đạn luôn luôn, không bao giờ mà để cái súng dơ, không bao giờ mà để cái súng bị ướt. Thế thì chúng ta là người giảng đạo, Timothy nói hãy giảng đạo, hãy cố khuyên như thế nào, bất luận là gặp thời hay là không gặp thời. Timothy nhì đoạn 4 câu 2, có thuận tiện hay là không thuận tiện, kỳ thuận tiện là không, giảng đạo là giảng, go là go, đi là đi, giảng là giảng. Đừng có chờ tôi giảng, ơi để tôi chờ tôi 2 ngày nên chuẩn bị bài giảng nha, mở internet mở máy tính là download về, thôi á bài này không hay nè, rồi đi giảng. Đừng đợi sự kêu gọi trong khi đã có lệnh. Chúa không bao giờ gọi kẻ ở không. Có nhiều người nói tôi không làm chứng vì Chúa không gọi tôi. Tôi chưa học thần học cho nên Chúa không có gọi tôi. Tôi chưa học qua trường lớp, Chúa không có gọi tôi. Chúa không bao giờ gọi những kẻ ở không. Chính cái suy nghĩ chúng ta làm cho Chúa không gọi là. Hãy học và lớn lên. Phi ra nhất còn 2 câu 2, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy. Mới tin Chúa chúng ta có ham không? Ham chứ, cực kỳ nóng cháy luôn. Và hãy giữ, hãy ham thích, hầu cho anh em nhờ đó mà lớn lên được rõ tinh thần. Phi ra nhì đoạn 3 câu 18, hãy tấn tới trong ân điển, trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy tăng tới, lao tới, tiến tới trong ân điển và trong sự hiểu biết. 2, 3, tiến lên. Cái trước phía trước là rau, là trong gai bảy hay là bảy mình như vậy, cứ nhắm mắt cứ thế mà tiến lên. Đó là tấn tiến. Mà Chúa muốn chúng ta tấn tiến trong gì? Trong ân điển của Chúa và trong gì? Trong sự hiểu biết của Chúa. Hãy làm chứng về Ngài. Công vụ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh sáng trên các ngươi, sáng chưa? Rồi. Thì các ngươi đã nhận lấy quyền phép và làm chứng. Nhận lấy quyền phép chưa? Rồi. Làm chứng về ta tại thành Jerusalem rồi chưa? Rồi. Cả xứ Siêu-rê rồi chưa? Rồi. Samari rồi chưa? Rồi. Cho đến tận cùng trái đất chưa? Rồi chưa? Chưa. Còn rất nhiều người ở Việt Nam chưa nè, Campuchia chưa nè, Trung Quốc cả tỷ dòng chưa nè, tận cùng trái đất vùng sâu vùng xa. Có chưa? Chưa. Vậy thì chúng ta hãy làm đi. Hãy làm đi, rồi sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Chúa hứa Chúa ở cùng con, đúng không? Ma-thi-ơ đoạn 28, ta ở cùng các ngươi cho đến ngày tận thế đó. Nhưng đừng quên, nó có điều kiện nha. Hãy đi và dạy dỗ muôn dân. Khi chúng ta đi, chúng ta làm, Chúa luôn ở cùng mình chứ. Mác đoạn 16 câu 15, Ngài phán cùng các môn đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mác đoạn 5 câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không thể nào bị khuất đi được. Không thể nào một người tin Chúa mà cả làng không ai biết hết.
hàng xóm nó không ai biết hết, công an nó cũng không ai biết hết. Điều đó không thể, vì ngươi là sự sáng mà. Sự sáng ngươi đặt lên thì ai cũng thấy hết. Có điều người ta ghét hay là người ta nhận thôi. Nhưng mà không thể nào khuất điều. Vậy thì hãy làm chứng về. Vậy để trở thành một cơ tế lễ sống đi theo Chúa, thứ nhất chúng ta phải thánh hóa bản thân, làm chết đi cái bản thân, cái bản ngã của mình mà bước theo Ngài, chối bỏ những thứ ở trên thế gian này. Bước hai, chịu sự luyện tập và kiểm chứng từ Chúa. Chịu sự luyện tập và kiểm chứng từ Chúa. Xem những cái tai nạn, những hoạn nạn, những khó khăn trong cuộc sống của mình chỉ là sự luyện tập thôi, chỉ là sự kiểm chứng thôi. Vì Chúa nói mọi việc hiệp lại đều có ích. Chúa không nói là từng việc đều có ích, mà Chúa nói nhìn chung tất cả mọi việc hiệp lại đều có ích. Joseph đó bị tù rồi bị bắt rồi bị đánh rồi bị vu oan, bị giá họa, bị bỏ xuống giếng rồi bâng bâng. Từng việc nó mà tính riêng ra thì nó không tốt, nhưng mà nếu mình hiệp lại nhìn cái chung, cái nước cờ chung cuối cùng thì nó là chiến thắng. Vậy chúng ta đừng gieo mình vào hoạn nạn. Cảm ơn Chúa về những hoạn nạn, vượt qua hoạn nạn bởi đức tin. Và bước cuối cùng, luôn trong tư thế sẵn sàng, trang bị chúng ta lời Chúa. Lời Chúa chúng ta lớn lên chưa? Có đủ chưa? Thử hỏi ngài vài câu biết liền chứ gì đâu. Tận cùng trái đất này có gì, chuyện gì xảy ra mà bà? Ngày tận thế có gì xảy ra? Không biết. Thiên sứ mặt mũi ra sao? Không biết. Trên trời có gì đơn giản, trên trời có gì? Không biết. Chúa Giêsu ghét gì nhất? Không biết. Hãy trang bị trước cho chúng ta để luôn luôn sẵn sàng, thì Chúa mới sử dụng chúng ta. Hãy trở thành của tế lễ sống theo Ngài. Let's pray. Hãy cầu nguyện. Cảm ơn Chúa chúng con là Cha. Chúa ơi, con cầu nguyện trong sáng hôm nay, nếu mà chưa ai, nếu có ai đó trong chúng ta chưa chắc về sự cứu rỗi, thì xin Chúa hãy mở lòng, chạm đến lòng người đó để người này tiếp nhận Chúa, kinh nghiệm sự hiện hữu của Chúa ở trong đời, trong đời sống của mình, trong lòng của mình. Xin Chúa hãy thương xót và tất cả những anh em chúng con ở đây, những người đã chắc chắn về sự cứu rỗi, đã kinh nghiệm sự hiện hữu của Chúa, xin Chúa hãy giúp chúng con, vực dậy chúng con, để chúng con nhớ lại cái giây phút mà chúng con đã tiếp nhận Chúa, cái lửa mà chúng con đã tiếp nhận Chúa, để chúng con bùng cháy lại cái tình yêu ban đầu đó, để chúng con bước đi. Xin Chúa hãy thử thách chúng con bằng những khó khăn, để chúng con gội rửa những cái cảm giác, những cái riêng tư của mình, những cái còn vấn vương ở trong lòng của mình, để chúng con có toàn tâm và tin vào Ngài. Xin Chúa cho chúng con có mắt đức tin để chúng con bước qua bóng tối của cuộc đời. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp tất cả anh chị em chúng con đang tấn tới trong ân điển và trong sự hiểu biết của Chúa, có nhiều điều mà chúng con chưa học, chưa biết và chưa thể trả lời. Xin Chúa giúp chúng con có sự khao khát học lời Chúa, có sự lớn lên trong Chúa, để cái niềm vui của chúng con được trọn vẹn, đầy dẫy trong lòng chúng con, để chúng con sẵn sàng nói ra, trả lời cho tất cả mọi người về cái lý do của niềm hy vọng trong chúng con. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho cô Sương, con cầu nguyện cho chị Úc, con cầu nguyện cho Thiên An, con cầu nguyện cho Esther. Xin Chúa hãy ban phước trên thánh linh của Chúa, hãy chạm lòng, hãy nói chuyện, hãy hành động, hãy làm đàn danh của Ngài, giống như chúng con ở đây một lòng một dạ đặt thân xác của mình như đất sét trước mặt Chúa. Xin Chúa làm chúng con mềm dẻo và làm theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa hãy đắp, xin Chúa hãy nắng, xin Chúa hãy luyện để chúng con trở thành những người mà Chúa muốn, để chúng con làm lại nhanh nhạt. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và con dâng tất cả chúng con lên bàn tay của Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
tại vì tôi không biết cái